Thưa quý vị, những cái biến động của năm 2022, những cái điều nó là tương lai sẽ xảy ra trước mắt. Và theo nhà bình luận chính trị và nhà ngoại giao nổi tiếng ông Nguyễn Quang Dy, trong một cái bài viết những thách thức năm nhâm dần đã phân tích để quý vị thấy rằng tình hình quốc tế ra sao, tình hình trong nước như thế nào, và ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như người dân Việt Nam cần phải có những cái động thái gì để chuẩn bị, đặc biệt đối với những cái biến động của thế giới trong những ngày tới đây. Thưa quý vị, mở đầu bài viết, tác giả Nguyễn Quang Dy cho rằng Tết Canh Tí năm 2020, đất trời đột nhiên có sấm chớp, mưa rào, mưa đá ngay trước giờ giao thừa. Đó là một cái điểm dữ và rõ ràng năm 2021, bệnh dịch đã hoành hành ở Việt Nam và gây ra những cái hậu quả trầm trọng, nghiêm trọng về người và của. Tuy nhiên, Tết Nhâm Dần năm 2022, theo tác giả Nguyễn Quang Dy, thời tiết thuận hòa báo hiệu một cái đêm lành, đại dịch rồi sẽ hết. Trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu bất thường, người ta vẫn hy vọng vào những cái điểm lành, tức là thiên thời, nhưng dù sao chúng ta vẫn phải cảnh giác với những cái điểm dữ, đó là nguy cơ tại Biển Đông. Bởi vì địa không lợi và các cái vụ bê bối là mất lòng dân gần đây, đó là các cái vụ đại án Việt Á, đại án cuộc lãnh sự đã làm cho lòng người bất an, tức là nhân không hòa. Như vậy để thấy thiên có thuận nhưng địa không lợi và nhân không hòa là những cái bối cảnh quan trọng ở Việt Nam hiện nay. Nói về lòng dân không an, theo tác giả Nguyễn Quang Dy, vào cuối năm 2021, dư luận xã hội Việt Nam bức xúc vì lãnh đạo công ty Việt Á và đồng bọn đã lừa đảo một cái đề tài nghiên cứu sản xuất kit test Covid-19, nhưng thực chất họ đã mua Trung Quốc với giá 21.000 đồng cho một kit test, rồi sau đó họ nâng giá bán ra với cái giá 470.000 đồng và người ta đã bán cho 52 tỉnh thành để trục lợi. Đặc biệt trước Tết Nhâm Dần, theo tác giả, dư luận xã hội càng bức xúc hơn bởi vì xảy ra một cái vụ bê bối của cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Họ đã trục lợi hàng nghìn tỷ, thậm chí còn lớn hơn của vụ đại án Việt Á qua hàng trăm chuyến bay giải cứu. Đó không chỉ là những cái vụ tham nhũng hàng nghìn tỷ đồng mà nó còn thao túng chính sách, thậm chí là lũng đoạn nhà nước hiện nay. Nó muốn hóa giải nguồn gốc dẫn đến những cái tai họa đó để có thể xử lý theo phương pháp cùng tăng biến. Theo tác giả Nguyễn Quang Dy, Việt Nam chúng ta phải đổi mới thể chế toàn diện, trong đó chủ yếu là thể chế chính trị. Đó là những quá trình phá bỏ cơ chế lạc hậu để kiến tạo một cái cơ chế hiện đại hơn, nhằm tháo gỡ những nút thắt cổ chai để giải phóng tiềm năng cho các cái doanh nghiệp tiếp tục phát triển. Hay nói cái khác, đó là một cái quá trình sáng tạo mà giáo sư Trần Văn Thọ, một học giả ở Nhật Bản mới đây đã khuyến nghị. Nhìn nhìn qua cái việc người dân Việt Nam đón Tết Nhâm Dần, đặc biệt người ta thấy người Việt Nam vẫn không bỏ một cái thói quen, đó là mỗi khi Tết đến xuân về thì người dân Việt Nam lại hối hả đổ ra đường sắm Tết. Đó là một cái điều mà tác giả Nguyễn Quang Dy cho rằng nó như một cái hội chứng liên đồng tập thể. Tuy nhiên năm 2021, Sài Gòn đã bị toang khi dẫn đầu cả nước về cái số ca lây nhiễm cao nhất, và bây giờ đã đến lượt Hà Nội. Trong những ngày vừa qua sau Tết Nguyên Đán, theo tác giả, Hà Nội vẫn dẫn đầu cả nước với ước chừng 3.000 ca lây nhiễm, trong khi cả nước mỗi ngày cũng khoảng 20.000 ca mắc mới. Những cái điều vừa kể cho thấy đại dịch chưa có dấu hiệu dừng lại và sau Tết sẽ là cái dịp tăng mạnh. Vậy mà người dân Việt Nam dường như không sợ và họ sẵn sàng sống chung với đại dịch Covid-19. Một cái nhận định quan trọng của nhà nghiên cứu ông Nguyễn Hoàng Di cho rằng hy vọng theo quy luật cùng tác biến, khi con người bị dồn đến chân tường thì họ sẽ biết cách biến nguy thành cơ. Điều đó nó có nghĩa là những cái gì xấu quá sẽ đến lúc nó phải tốt lên. Nó như một cái quả bóng nó rơi tự do, đến lúc nó chạm sàn nó sẽ phải bật ngược trở lại. Và đại dịch Covid-19 ở Việt Nam trong 2 năm qua, nó là một cái thử thách chưa từng có đối với Việt Nam cũng như loài người. Đó là một cái cuộc chiến không cân xứng với một cái kẻ thù vô hình mà virus corona nó biến hóa khôn lường, làm cho loài người gần như bất lực. Muốn thắng virus corona hiện nay thì Việt Nam chúng ta phải đổi mới thể chế, cộng tác với nhau một cách khôn ngoan hơn, thì người dân Việt Nam, đặc biệt lãnh đạo, phải biết đổi mới thể chế, hợp tác với nhau một cách khôn ngoan hơn. Nói về tình hình thế giới hiện nay, theo tác giả, thế giới vẫn đang ở một tình trạng bất ổn, thậm chí chưa từng có trong khoảng vài chục năm trở lại đây. Theo tác giả Nguyễn Quang Dy, có thể nói trong thế kỷ 20, hầu hết loài người sống trong cái sự sợ hãi hoặc sống trong những cái năm tháng nguy hiểm. Trong hai thập niên đầu của thế kỷ 21, thế giới vẫn bất ổn và kỷ nguyên bất ổn đang lặp lại, hay nói một cách khác, trật tự thế giới đang bị đảo lộn từng ngày. Đó là một cái thời kỳ hậu sự thật mà truyền thông mạng xã hội lấn sân của báo chí truyền thống, và đặc biệt cái điều đó là những cái tin vịt fake news lấn át sự thật, làm cho rất nhiều người đã ngộ nhận và đã hiểu sai. Theo tác giả, bước sang năm Nhâm Dần 2022, dù muốn hay không thì chúng ta phải quen với cái phương thức làm việc online của thời đại 4.0, có nghĩa là chúng ta phải tập sống chung với đại dịch Covid-19. Với bối cảnh quốc tế, vào ngày 31 tháng 8 năm 2021, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã quyết định rút quân vội vã khỏi Afghanistan với một cái hệ quả không lường trước, đó là chính quyền Kabul, một cái sản phẩm của phương Tây và Hoa Kỳ xây dựng tại đất nước này, đã sụp đổ một cách nhanh chóng, tựa như lâu đài xây bằng cát, và lực lượng Taliban đã thắng như trẻ tre. Theo tác giả, quyết định rút khỏi Afghanistan là một cái đoạn trường của chủ trương xoay trục sang châu Á, nhưng rõ ràng điều đó đã cho thấy Hoa Kỳ đã phải trả giá rất đắt. Trong khi Washington mất mặt thì ông Biden mất điểm. Thậm chí có người ta ví thảm họa tại Kabul vào tháng 8 năm 2021 không khác gì với Sài Gòn vào tháng 4 năm 1975. Chưa hết, theo tác giả Nguyễn Cô Dị, sau Afghanistan, ông Joe Biden đứng trước 3 thách thức lớn hiện nay, đó là Ukraine, Đài Loan và Biển Đông. Đó là mấy cái thùng thuốc súng hay bom nổ chậm. Ukraine không ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, nhưng về địa chính trị nó quan trọng không chỉ đối với nước Nga và NATO tại Đông Âu, mà nó còn liên quan tới Hoa Kỳ và Trung Quốc ở Đông Á. Và điều đó chắc chắn Tập Cận Bình hy vọng Mỹ và Nga sẽ sa lầy tại Ukraine để Trung Quốc làm ngư ông đắc lợi và làm cỏ Đài Loan cũng như quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Và cuối cùng, Mỹ đã rút khỏi Afghanistan để tập trung đối phó với Trung Quốc tại châu Á, đặc biệt là Đài Loan và Biển Đông. Nhưng theo tác giả, khủng hoảng Ukraine làm cái bẫy bên miệng hố chiến tranh mà Putin đã chủ động dồn Mỹ và NATO vào một cái thế bí. Những điều gì đang diễn ra tại bàn cờ Ukraine, nó không chỉ gây bất ổn cho Đông Âu, mà nó còn tác động mạnh tới diễn biến bàn cờ chiến lược Mỹ-Trung tại vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Và tác giả Nguyễn Hoàng Di đưa ra một cái nhận định quan trọng, theo đó, nếu Nga xâm lược Ukraine thì sẽ trở thành đối thủ của Mỹ, vì đó là không phải cái điều mà Putin muốn, ít nhất là trong 5-3 năm tới đây. Dù Putin nắm được còn áp chủ bài trong ván cờ này, nhưng sự ủng hộ ngoại giao của Trung Quốc cũng không làm thay đổi tính toán chiến lược của các bên. Kể cả việc Putin lấy lòng Trung Quốc bằng cách hạ mình sang dự lễ khai mạc Olympic mùa đông của nước này, song Trung Quốc chỉ có thể đóng vai người quan sát theo dõi khủng hoảng Ukraine mà thôi. Mà Tập Cận Bình đặt cược vào chính sách ngoại giao cứng rắn của Putin. Và nếu gác lại cái sự bất chắc về chiến lược sang một bên, thì Tập Cận Bình cũng như ban lãnh đạo Trung Quốc sẽ công khai ủng hộ Putin. Điều này nó sẽ chọc tức Liên minh châu Âu, hiện là một cái bạn hàng lớn thứ hai của Trung Quốc. Theo tác giả Nguyễn Quang Dy, theo những tính toán của Bắc Kinh, một cái điều cấp thiết là phải ngăn cản Mỹ lôi kéo Liên minh châu Âu vào một cái liên minh chống lại Trung Quốc. Theo đó, lợi dụng những cái lo ngại của Joe Biden không muốn bị xô đẩy vào cái cuộc xung đột với Nga tại Ukraine để đạt một cái thỏa thuận an ninh, tuy nó có mạo hiểm nhưng là rất khôn ngoan. Theo nhà báo Richard Haydarian, nếu Nga chiếm Ukraine, Trung Quốc chiếm Đài Loan thì đó là một cái điều ác mộng của thế giới. Trong khi đó, chuyên gia phân tích của Rand, đó là ông Diederik Olsman, cho rằng sau mấy thập kỷ Mỹ tập trung vào Trung Đông và Afghanistan thì cái thời điểm hiện nay là thời điểm các cái đồng minh cũng như đối tác của Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương có những cái lý do để lo ngại về một cái điểm yếu nhất của Washington, đó là Mỹ thiếu hụt sự quan tâm đối với các nước đồng minh, đặc biệt sau khi chính quyền Biden trở lại châu Á vào năm 2021 trong cái chính sách cân bằng với quyền lực của Trung Quốc ở Biển Đông thông qua các cái chuyến thăm liên tiếp của Bộ trưởng Quốc phòng và Phó Tổng thống Hoa Kỳ tới khu vực Đông Nam Á, thì tới nay Hoa Kỳ lại chuyển một cái sự chú ý sang Ukraine, trong khi Biden tuyên bố sẽ điều 3.000 quân tới Đông Âu. Vì các đồng minh đối tác của Hoa Kỳ ở khu vực họ đã quen với cái trò chơi của người Mỹ, nhưng họ vẫn hy vọng không muốn thấy một cái kế hoạch xoay trục của Hoa Kỳ lại thất bại một lần nữa, mà theo nhà bình luận Diederik Olsman, các cái đối thủ của Mỹ ở châu Á như Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, họ sẽ chắc chắn sẽ lợi dụng những cái cơ hội khi Washington bị phân tâm trong cuộc chiến Ukraine. Và theo tác giả, ông Joe Biden hiện nay đang bị mắc kẹt vào một cái thế tướng toái lưỡng nan, vừa phải tập trung chính sách nguồn lực vào Đông Âu, dù rằng ông Biden trước đây đã hứa rằng sẽ xoay trục sang châu Á như những cái điều mà ông Obama hay ông Donald Trump đã thực hiện trước đây, nhưng cuối cùng kết quả chắc chắn sẽ vẫn phá sản, bởi vì ông Joe Biden không lường trước được những cái sự việc nguy hiểm nó sẽ xảy ra. Các cái quan chức cao cấp Hoa Kỳ đang phải làm việc ngày đêm chỉ về cái vấn đề Ukraine hiện nay, với mục tiêu duy nhất là họ tìm được một cái sự đồng thuận để có thái độ cứng rắn đối với nước Nga và ông Putin, trong khi cái đội ngũ quân sự quản mò của ông Joe Biden rất hiểu châu Á đang theo dõi chặt chẽ tình hình Ukraine, như vừa xử lý khủng hoảng Ukraine vừa xoa dịu châu Á, trong khi các lãnh đạo các quốc gia châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á, đang lo lắng Hoa Kỳ sẽ bỏ rơi họ, là một cái điều theo tác giả nói thì dễ nhưng làm rất khó, dù Mỹ có phản ứng một cách chủ động để cho Putin dễ dàng thoát tội, hay Biden tiếp tục bị phân tâm, o nhẹ, và tất cả đều có thể làm mất lòng tin và quyết tâm của các cái đồng minh Hoa Kỳ trên toàn thế giới nói chung và khu vực Đông Nam Á nói riêng. Nếu như Putin tiếp tục tăng sức ép ở Ukraine để buộc thế giới phải quan tâm đến nước Nga, thì Joe Biden thành công, nhưng điều đó cuối cùng nó cũng chỉ có lợi cho Trung Quốc mà thôi. Vì vậy đội ngũ giúp việc của Joe Biden cần phải tăng cường các hoạt động ngoại giao kinh tế tại châu Á để có thể tiếp tục khôi phục lòng tin cam kết của Mỹ đối với khu vực này. Mới đây, Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố sẽ tổ chức một cái hội nghị thượng đỉnh đặc biệt với ASEAN. Theo đó, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2022, nhưng sự kiện này cho tới nay đã gần hết 2 tháng vẫn chưa thấy diễn ra. Và theo tác giả Nguyễn Quang Dy, các cái nguồn tin chính thức cho biết Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ đi thăm một số quốc gia châu Á vào tháng 5 năm 2022 để tiếp tục củng cố đồng minh và các cái đối tác khu vực, tìm ra những cái giải pháp để đối phó với Trung Quốc. Theo đó, có thể Joe Biden sẽ thăm Hàn Quốc là điểm dừng chân đầu tiên, và rất có thể sẽ thăm Việt Nam, nhằm thúc đẩy một cái quan hệ đối tác chiến lược giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Thưa quý vị, đó là những cái phần nhận định và phân tích của tác giả Nguyễn Quang Dy đón lấy chính sách đối ngoại của chính quyền ông Joe Biden. Tuy nhiên, theo tác giả, tình hình chính trị đối nội đối ngoại ở Trung Quốc và Nga cũng ở một cái tình trạng bất ổn chứ không tốt đẹp hơn. Theo tác giả, tại hội nghị Trung ương 6 tháng 11 năm 2021, Chủ tịch kiêm Tổng bí thư Tập Cận Bình đã tuyên bố thề sẽ đập tan những cái kẻ trong đảng bị cuốn vào các nhóm lợi ích, các nhóm quyền lực và tầng lớp đặc quyền. Điều đó nó cũng tương tự như ở Việt Nam. Và theo tác giả, trên thực tế, bài phát biểu đó của ông Tập làm cái lời tuyên chiến theo các nguồn tin từ giới chức thạo tin về chính trường Trung Quốc. Các nhóm lợi ích mà ông Tập nhằm tới đó là các đại gia công nghệ như Evergreen Group, Alibaba Group và các cái đại gia bất động sản như Evergreen Group, Fantasia Holding. Với các cái tập đoàn vừa kể, nó là sân sau của các cái chính trị gia, họ chỉ giả vờ phục tùng đối với ông Tập Cận Bình mà thôi, nhưng bên trong, họ âm thầm chống đối ông Tập. Họ hỗ trợ tài chính cho các cái thế lực chính trị như phe Thượng Hải, mà người đứng đầu không này khác đó là ông Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng, cựu phó chủ tịch nước. Trong bài báo Vòng tròn nhỏ phá vỡ quy tắc lớn đăng trên Thời báo học tập của trường Đảng Bắc Kinh có viết: chúng ta phải kiên quyết ngăn chặn những cái kẻ có tham vọng và những kẻ âm mưu đánh cắp quyền lực. Theo tác giả Nguyễn Quang Dy, gần đây nội bộ của Trung Quốc đã bộc lộ rất nhiều những sự bất đồng trước khi diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 20 vào tháng 10 năm 2022. Đó là cựu đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ Thôi Thiên Khải đã chỉ trích gay gắt chính sách ngoại giao chiến bàn của ông Tập và cảnh báo về cái vị thế toàn cầu của Bắc Kinh đang bị xói mòn, và đưa ra một cái khả năng Hoa Kỳ ngày càng gia tăng các biện pháp để hạn chế các tham vọng Trung Quốc. Theo Thôi Thiên Khải, mỗi đồng lợi nhuận mà dân tộc chúng ta kiếm được đều hết sức khó khăn, và chúng ta không được để chúng bị cướp đoạt bởi bất kỳ ai trong ban lãnh đạo hoặc bị tổn thất do sự bất cẩn, lười biếng và kém cỏi của chúng ta. Thưa quý vị, những cái điều tuyên bố như vừa kể để thấy trình độ năng lực của các lãnh đạo Trung Quốc, mà chỉ ở cái tầm cựu đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ ông Thôi Thiên Khải mà đã nói được những vấn đề cứng rắn và rất thông minh như vậy. Theo tác giả, trong một cái cuộc khảo sát gần đây của Pew Research, một cái kết quả đưa ra cho thấy 9 trong 10 người Mỹ đã coi Trung Quốc là một cái mối đe dọa hoặc đối thủ. Trong cuốn Thế giới và Trung Quốc, chuyên gia về Trung Quốc Elizabeth Economy đã lý giải những cái động lực thúc đẩy tham vọng của lãnh đạo Trung Quốc. Theo họ có 3 loại quyền lực, đó là quyền lực cứng, quyền lực mềm và quyền lực sắc bén. Theo đó, các cái chiến lược mang tính tham dự đã lỗi thời và động lực đang thúc đẩy những cái tham vọng của Tập Cận Bình chính là bản chất của quyền lực. Trong đó, mục tiêu thúc đẩy công nghệ của Trung Quốc để tiến tới vai trò thống trị thị trường quốc tế, nâng cao tiêu chí công nghệ của Trung Quốc, cuối cùng sẽ thay thế vai trò của Hoa Kỳ, đặc biệt trong cái lĩnh vực 5G tới đây. Các chính quyền Mỹ từ trước tới nay thường dựa vào các chính sách mơ hồ chiến lược mà lâu nay Mỹ đã áp dụng đối với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan, đó là một cái chính sách ngăn chặn Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan, đồng thời thuyết phục Đài Loan không được đơn phương hành động nhằm đảo ngược nguyên trạng hiện nay, trong khi bản thân những cái cam kết mơ hồ của Hoa Kỳ để bảo vệ Đài Loan, mà theo tác giả Nguyễn Cô Dị, nó không thể đủ răn đe Trung Quốc xâm lược Đài Loan, nhưng ít nhất nó có thể làm giảm nguy cơ chiến tranh xảy ra do Trung Quốc đã tính nhầm. Bởi vì Đài Loan là một cái trụ cột của công nghệ sản xuất bán dẫn, Đài Loan có một vị trí trọng yếu trong nền kinh tế số toàn cầu, và ngày nay các sản phẩm chất bán dẫn của Đài Loan sản xuất đang điều khiển hàng chục triệu thiết bị dân dụng, xe cộ và các hệ thống vũ khí hiện đại trên toàn cầu, và Hoa Kỳ ngày càng phụ thuộc vào công nghệ mới nổi này của Đài Loan. Nếu như Trung Quốc chiếm đóng Đài Loan, họ sẽ kiểm soát được 80% công nghệ và sản phẩm sản xuất từ bán dẫn, và nếu Mỹ không bảo vệ Đài Loan thì Mỹ sẽ mất một đồng minh quan trọng ở châu Á, đe dọa lãnh thổ của Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương. Chính vì vậy, một số chuyên gia đã khẳng định rằng nguyên nhân cốt lõi thúc đẩy Trung Quốc đánh Đài Loan chủ yếu là vì họ muốn độc chiếm nguồn cung cấp chất bán dẫn quan trọng đó, vì vậy muốn răn đe Trung Quốc một cách có hiệu quả. Theo tác giả thì phải gửi một cái thông điệp rõ ràng từ Washington tới Bắc Kinh rằng nếu Trung Quốc quyết chiếm bằng được Đài Loan thì Đài Loan sẽ phá hủy toàn bộ các cái cơ sở sản xuất bán dẫn để Trung Quốc có thể trắng tay dù có đánh chiếm thành công Đài Loan. Hay nói một cách khác, đó là một cái biện pháp răn đe cùng hủy diệt như tiêu thụ kháng chiến mà người Cộng sản Việt Nam áp dụng vào mùa đông năm 1946. Tuy nhiên, theo Nguyễn Quang Dy, nhìn bề ngoài hiện nay khi Putin và Tập Cận Bình đang hợp tác như những cái đồng minh để có thể phân chia lại thế giới thông qua cuộc khủng hoảng Ukraine và Đài Loan, nhưng đó là những điều mơ tưởng mà thôi. Về thực chất, hai cường quốc Nga và Trung Quốc khó có thể gắn kết với nhau về lâu dài, mà những cái động thái trong những ngày gần đây chẳng qua họ đang lợi dụng lẫn nhau trong một cái mục đích ngắn hạn với mục tiêu quốc gia nhằm chia rẽ Mỹ và NATO, cũng như mục đích chính trị nội bộ để củng cố quyền lực trong nước. Đó là một liên minh tạm thời trên thế yếu chứ không phải thế mạnh, bởi vì GDP của Nga hiện nay là 1.400 tỷ USD, thậm chí nó còn thấp hơn GDP của tiểu bang California và tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Ngân sách quốc phòng của Nga chỉ ở cái mức 70 tỷ đô la, trong khi ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ gấp 11 lần, đó là 770 tỷ vào năm 2021. Và nếu như Putin muốn chạy đua vũ trang với Hoa Kỳ thì sẽ bị trừng phạt, khiến cho nước Nga sớm bị kiệt quệ. Thưa quý vị, có một điểm là sau 10 năm, GDP của Trung Quốc hiện nay đã vượt Nga 10 lần, mà xuất phát điểm của họ thực ra ở cái năm 1979. Thậm chí GDP của Trung Quốc còn thấp hơn nước Nga. Những cái điều vừa kể để cho thấy sự thành công của ban lãnh đạo Bắc Kinh, và nó càng chứng tỏ cho rằng người Nga rất kém trong cái lĩnh vực làm kinh tế. Và thưa quý vị, một cái câu hỏi được đề ra lúc này đó là nếu chiến tranh ở Ukraine nó nổ ra thì điều gì sẽ tiếp theo? Theo tác giả Nguyễn Quang Dy, nếu như chiến tranh nổ ra tại Ukraine thì chắc chắn nó sẽ leo thang thành một cái cuộc chiến tranh khu vực, chứ nó không chỉ dừng lại trong giới hạn đất nước Ukraine. Và cái điều vừa kể là một cái điều cả hai bên không muốn, nhất là ông Putin, bởi vì nước Nga sẽ mất nhiều hơn được. Và Tập Cận Bình biết rõ điều đó, nên Tập Cận Bình trong những ngày gần đây có những cái động thái được cho là tọa sơn quan hổ đấu, và chính quyền Đài Bắc họ cũng tương tự như vậy. Đó là lý do nếu Trung Quốc muốn đánh chiếm Đài Loan thì họ phải tấn công bất ngờ chứ không dám giễu võ dương ngoài. Và một cái điều có thể khẳng định chắc chắn rằng Tập Cận Bình không muốn một cái cuộc chiến tranh khu vực mà Trung Quốc sẽ mất nhiều hơn được, bởi vì nước Nhật sẽ không ngồi yên, và các cái phe phái trong đảng như phe Thượng Hải trong nội bộ ban lãnh đạo Bắc Kinh họ sẽ không ngồi yên trước một cái thời cơ mới do xung đột đem lại. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt, bye bye quý vị.